Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình hiện nay đang là ba chiếc Nokia 225 Dual SIM. Đây là một sản phẩm mới của Nokia dòng Feature Phone. Thì bây giờ mình sẽ khui hộp và cho các bạn xem những phụ kiện kèm theo cái máy cơ bản của Nokia. Mình sẽ chọn chiếc màu xanh lá cây. Ở đây mình có 3 màu là màu xanh lá cây, màu trắng và màu đen. Ngay từ ở ngoài hộp thì các bạn có thể thấy những cái hình ảnh của cái Lumia 225 Dual SIM. Ở đây chúng ta có, mở ra, màn hình 2.8 inch với camera 2 megapixel và hỗ trợ phát nhạc. Ngoài ra thì Nokia còn tặng thêm cho chúng ta một cái thẻ nhớ 4GB và máy này nó hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 32GB. Những hình ảnh hết, những hình ảnh khác của họ, tỷ lệ 1:1 thì các bạn có thể thấy cái máy 225 này ở phía ngoài nó có màu vàng, màu xanh lá cây, màu trắng. Thì cái màu vàng hiện nay chưa có ở màn nguyên, mình chỉ có 3 màu trước đây thôi. Đây là cái màu xanh của chúng ta, rất là đẹp. Những phụ kiện kèm theo, chúng ta có một cái cục sạc của Nokia, một tai nghe stereo, một viên pin. Và cái viên pin này có dung lượng là 1200 mAh, tên mã là BL4UL. Và cuối cùng trong cái hộp là những cái sách hướng dẫn kèm theo cái Nokia 225. Và đây là tất cả những phụ kiện kèm theo cái Nokia 225 Dual SIM. Tiếp theo thì mình sẽ bóc hộp hai chiếc Nokia 225 Dual SIM còn lại với hai màu trắng đen để các bạn xem những cái màu kèm theo này. Đây là cái phiên bản màu trắng của chúng ta, rất là đẹp. Tiếp theo là cái màu đen. Đây là cái màu đen. Màu đen thì nhìn nó sạch sẽ và nó sang hơn. Cái màu xanh lá cây thì rất là tươi trẻ. Đây là ba màu. Mặc luôn của ba cái máy này. Rồi, bây giờ mình vừa mới bỏ cái viên pin 1200 mAh vào trong cái máy và mình bật nó lên. Thì các bạn có thể thấy cái giao diện của nó rất là thoáng, những cái icon được sắp xếp rất là đẹp. Do cái màn hình tới 2.8 inch cho nên cái hiển thị của nó khá là tốt so với những máy Nokia khác. Nokia cũng cài sẵn cho chúng ta một số những cái phần mềm như là phần mềm trò chơi, cần vật, những cái đơn vị và Yahoo. Thì về cái ngoại hình của máy, ở phía trước chúng ta có một cái màn hình 2.8 inch, loa thoại ở phía trên, những cái nút bấm tiêu chuẩn, bàn phím tay chính ở phía dưới. Và những cái nút bấm này bấm rất là tốt, đúng với truyền thống của Nokia từ xưa tới giờ, bấm rất là tốt. Ở các cạnh thì hoàn toàn được bo tròn để cho nó ôm vào tay chúng ta. Ở cạnh trên chúng ta tập trung tất cả những cái kết nối như là cái cổng tai nghe, cái jack 3.5 để, cái jack 3.5 để chúng ta có thể nghe nhạc. Đây là cổng micro USB để chúng ta sạc. Và còn có thêm một cái đèn pin thì chúng ta có thể rọi trong đêm tối. Ngoài ra thì phía sau là một cái camera, cái logo của Nokia, và phía dưới này là cổng đo của máy. Thì đúng với một cái tiêu chí của một cái feature phone thì Nokia đã thiết kế cái máy này rất là vừa tay, cầm bấm rất là đã, những cái phím bấm phản hồi rất là tốt. Đó là những cái cảm nhận đầu tiên khi mà mình cầm chiếc máy 225 này trên tay. Và máy được bán với giá 1.290.000 bảo hành 12 tháng của Nokia. Xin cảm ơn các bạn.